Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý thính giả cùng chư quý đồng đạo hiện diện kính mến, để tiếp nối chương trình đọc lại sấm thi của Đức Thầy hôm nay, tiếp nối qua bài 29 tháng Chạp. Bài này Đức Thầy viết tại Hòa Hảo ngày 29 tháng Chạp năm năm Kỷ Mão. Kính mời chư quý vị cùng lắng nghe.
ra sức thảo dây dẫn chúng ngang nhàng và mới cảm cảm thương đời mọi câu